các cổ động viên Argentina đã biến các đường phố ở Nizhny Novgorod náo nhiệt hơn ngày thường. Họ nhảy múa, ca hát, những bài hát về tình yêu đội tuyển, về khát khao chiến thắng và cả những lời ca ngợi cho người hùng của họ Lionel Messi, người được chờ đợi nhất. Tôi chờ đợi một chiến thắng bởi vì chúng tôi là Argentina và với Messi, chúng tôi có thể làm bất kỳ điều gì chúng tôi muốn. Các cổ động viên của Croatia, những người vốn nổi tiếng với sự cuồng nhiệt, cũng đã có một màn đáp trả tương xứng. Và tất nhiên, họ cũng kỳ vọng vào một chiến thắng trước đại diện tới từ Nam Mỹ. Chúng tôi chờ đợi một chiến thắng trước đội tuyển Argentina. Chúng tôi có một đội hình xuất sắc và đầy kinh nghiệm nên chúng tôi sẽ giành chiến thắng. World Cup lần này sẽ là cơ hội cuối cùng để chúng tôi giành một kết quả tốt. Rất có thể, các cổ động viên này sẽ góp mặt trên các khán đài để cổ vũ cho hai đội vào đêm nay. Và đây là một trận đấu khó có thể phân thắng bại. Giờ là lúc hãy chờ đợi màn so tài đỉnh cao của các ngôi sao mang thương hiệu thế giới.